6 năm mà Châu vào nghề đến giờ thì Châu cũng cứ lận đận ấy ạ. Sự nghiệp cũng khá là lận đận và cũng khá là vất vả mãi. Thì có bao giờ Châu nói với cô là Châu muốn từ bỏ cái sự nghiệp không ạ? À, không. Để... khó khăn đấy Châu cũng làm. Đi quay chương trình thì 12 giờ đêm nhưng mà 3-4 giờ sáng có việc làm và Châu cũng đi nhà. Bây giờ Châu quên là bấm để giờ bạn phải mình mới gọi cho nó, mẹ con dậy rồi, mẹ con ngủ đi. Phụ huynh ở nông thôn thì thường thích con cái là kết hôn sớm ấy, thì ví dụ Châu năm nay cũng 28 tuổi rồi thì cô có bao giờ dục Châu được nó? Dạ. Tại vì bản thân cô từ xưa cũng vậy đó, cô không có thích ba mẹ dục thì cô không có dục nhau. Châu có bao giờ dắt bạn trai về nhà các kiểu ra mắt gia đình chưa? Cái này con cho cô giấu. À cô giấu đúng không ạ? Ví dụ ở quê thì mọi người như là biết, có biết thi hoa, Châu thi hoa hậu không ạ? Ban đầu thì không ai biết hết, nhưng mà sau khi đọc báo thì hỏi chị ở bao là chị với Châu nhà mình thi ạ. Nói sao biết ai vậy? Thì nói là em đọc báo em thấy, em lên trang Facebook chia sẻ được rồi. Trước đêm chung kết thì Châu được mọi người kiểu các fan sắc đẹp kiểu là kỳ vọng là đăng quang, nhưng mà hiện tại thì dừng ở chân ở vị trí á hậu 1 đấy, thì bản thân cô không cảm thấy như thế nào? Cô có hàng cô thì cũng như cô nói ban đầu đó thì có một chút tiếc nuối, nhưng mà cô nghĩ lại thì cái chặng đường còn dài, á hậu hay là á hậu thì cái đường còn đoạn đường dài phía sau á, thì giống như các con thấy là Châu dừng chân ở top 5 hoa khôi áo dài, tới giờ Châu vẫn sống trong nghề và tới giờ cái fan của cái team của Châu á, và tới giờ là từ mấy trăm em tới giờ là lên tới 2000 mấy. Tức là cô theo sát luôn cả những cô biết hết những cái hoạt động là Châu tự chia sẻ hay tự cô tìm không, hiểu ạ? Cô tìm hiểu thì là cô cũng nằm trong team luôn các cháu, và các cháu cũng rất là thương cô. Dạ, cô cháu cảm ơn cô. Quay lại. Cái này còn điều gì cô kỳ vọng mà anh Châu sẽ thông tin chưa? Cô không đặt kỳ vọng gì cho con. Ở nhà thì cô với chú là 30 năm, 29 năm, 30 năm. Cho bây giờ ghen nhau một tí mới là được con. Châu giống ba nhiều hơn hay giống mẹ nhiều hơn cô? Như thế thì ở nhà, nhưng mà cô biết nói sao, nhưng mà bạn bè cô từ thời cũng học nói Châu giống cô hồi nhỏ. Okay. Không biết là còn điều gì mà mong cho Châu có thể thay đổi cái tốt hơn, hay là bây giờ Châu để mạnh mẽ cho mắt? Không, thì Châu đối với cô đến giờ phút này Châu là hoàn cô phải tự hào, cô tự hào cái đó thì đó. Tại rồi cô cho con xin chụp cô một tấm ảnh được không ạ? Để con cô không có biết cấp gì hết, sắp xấu chết luôn. Đúng rồi, vẫn rồi. Cô có cái hành trình của cháu ở cái cuộc này thì gia đình từ cái đúng như là thì từ hồi xưa giờ tất cả mọi cái Châu làm đều cô đều cô cũng đều ủng hộ, tại vì cô nghĩ Châu không có bao giờ chọn sai. Nếu cô có dự Châu, nếu mà Châu hư thì nó là hư nó, bởi vì cô rất tin tưởng vào Châu làm cho ba mẹ tự hào. Châu có tâm sự với cô những cái khó khăn tất cả gì? À không, cái đó là không bao giờ. Châu không bao giờ được tâm sự cái khó khăn cho mẹ đó, cái gì Châu cô nhận thì cô thì cái chuyện đánh giá nhìn nhận là theo tại vì cô phải trong nghề thì đó là con mắt của khán giả của giám khảo, nhưng mà cô thấy Châu dừng chân ở tập A 1 thì có một sự tiếc nuối, nhưng mà cô nghĩ là á hậu hay á hậu hay là hoa hậu đường dài còn phía sau, cô hy vọng là Châu sẽ ở lại trong lòng người hâm mộ nhiều hơn. Từ khi em mà bước chân vào showbiz chắc thì là gia đình có lo lắng gì cho Châu? Có chứ, có, nhưng mà có cái là cô vẫn tin tưởng Châu.
và cái niềm lo đó là cô không vì trong việc em đi sớm về khuya hồi mới vào nghề thì ấy, nhưng sau này là cô em sống là nó thoải mái lắm, thì cô với anh gia đình là biết em như thế nào, không có lo nhiều nữa, chỉ có sợ lo là lo chờ sợ con hay bệnh á, tại vì Châu có cái bệnh đau bao tử á, thì chỉ chờ lo chừng đó thôi, chứ còn tất cả mọi cái là ok á. Hôm nay là cô từ trên Lâm Đồng xuống đây từ... không, cô ở dưới này là nhà nhổ thì còn ở trên đó, tại cô về đây là tại cô ở Đà Lạt cô bệnh á, cô về đây tại lạnh quá cô bệnh nhiều á, là cô về đây cô sống với Châu rồi cô ở cái Vĩnh Châu với ba mẹ luôn, ở với ba mẹ ở Châu rồi đấy. Cô tên gì ạ? Cô tên Thúy. Cô tên Thúy đúng không ạ? Gì Thúy cô? Cô 59 là 60 đó. Cô là đầy đủ là Thúy đầy, Thúy à? Đầy đủ Nguyễn Thị Thúy. Nguyễn Thị Thúy. Tuổi. Con cảm ơn cô. Rồi. Cô cảm ơn các con nhiều. Để cô về nha. Thế nào sau khi mà anh được sướng tên là... Không phải cảm xúc là giống như chú lúc mà chú đá banh xong đội chiến thắng là chiến vui đó. Một tháng qua gia đình mình ủng hộ anh như thế nào khi đến với cuộc thi này ạ? Vấn đề là rất là tinh thần nhiều. Nhưng mà thời gian ân đi thi cho ít trao đổi nhiều, lại ân bận quá, không có thời gian trao đổi. Nhưng mà gia đình có ủng hộ anh tham gia những cái cuộc thi sắc đẹp hoặc là bước chân vào sâu bí hay không? Em thấy cháu được không? Cháu được thì cháu nghĩ được là cháu quyết định, chú cũng quyết định theo dõi giống cháu thôi. Dạ. Thì không biết là từ nhỏ thì ở nhà thì tính cách của Đoàn Thiên Anh nó có khác biệt như thế nào so với hiện tại? Giống cháu đó, Đoàn Thiên Anh lại hay hỏi người ta nhiều giống cháu. Nói chung là cháu cũng cái tính cảm xúc cũng giống mọi người thôi, nhưng mà nhiều khi có cái đặc biệt gì riêng mà nhiều khi người ta không thấy được. Thì chú thấy được nhiều khi chú cũng trao đổi, cháu mình giỡn vui thôi, nhưng mà thực sự thì đây thứ rất là nghị lực. Cháu rất kỳ lực. Mọi người ơi, em cảm ơn mọi người phỏng vấn chú nha, nhưng mà hiện tại là chú không. Chú tên Bảo Hùng, 48 tuổi. Rồi em cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn. Thank you.
cái khung thể đó không? Xin được cảm ơn bà Hà Hồ, một người quý vị viên, và xin được cảm ơn bà Phạm Phương Trung, một người chia sẻ rồi. Chết quá rồi.